Vâng, chào các bác nhé. Lại là em Thành Cao Tu. Thì ngay sau em Thành đây là chiếc VinFast Lux SA bản cao cấp nhất, màu đỏ nội thất màu nâu, đang có sẵn xe giao ngay tại VinFast Hải Dương chúng em. Thế thì ngày hôm nay em sẽ làm một cái clip để nói qua những cái điểm mạnh và điểm yếu, hay còn gọi là ưu điểm và nhược điểm của chiếc xe này, để cho các bác nắm rõ được những cái ưu điểm và nhược điểm của chiếc xe này. Thế thì để cho các bác có thể cân đối là xem chúng ta có nên quyết định xuống tiền mua chiếc VinFast Lux SA bản cao cấp là nhất này không nhé. Em sẽ đứng trên cương vị của một khách hàng, của một người đã sử dụng xe, để nói công tâm nhất về chiếc xe VinFast Lux SA bản cao cấp này, để cho các bác cùng có cái sự lựa chọn quyết định cuối cùng. Vâng, ngay bây giờ thì em sẽ quay lại màn hình để review những cái điểm ưu điểm và nhược điểm của chiếc xe này cho các bác cùng tham khảo. Vâng. Vâng, ngay trước màn hình của các bác đây là chiếc VinFast Lux SA bản cao cấp nhất, màu đỏ, nội thất màu nâu da bò, đang có mặt tại showroom VinFast Hải Dương chúng em. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá công tâm nhất về những cái ưu điểm, nhược điểm của chiếc xe VinFast Lux SA bản cao cấp nhất này. Xem là chúng ta có đáng xuống tiền để mua chiếc VinFast Lux SA bản cao cấp nhất này không bác, các bác nhé. Em sẽ đứng trên một cương vị như em vừa nói là một người khách hàng đã sử dụng xe, để đưa ra những cái ưu điểm và nhược điểm của chiếc xe này. Vâng, nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào những cái chi tiết. Thì nhìn xung quanh bên ngoài ngoại thất thì các bác có thể thấy là chiếc VinFast Lux SA bản cao cấp nhất này có một cái hướng thiết kế, nó không mang cái tính chất lỗi thời, không mang cái tính chất lỗi thời nhá, quan điểm của em. Bởi vì là chiếc VinFast Lux SA bản cao cấp nhất này nó mang đến cho các bác một cái thiết kế rất là châu Âu, rất là châu Âu. Bởi vì nó mang trong mình những cái xu hướng thiết kế của nước Ý. Vâng, của nước Ý các bác nhé. Thế thì những người Ý được mệnh danh là những người tài hoa, những người bậc nhất về trong cái hướng nghệ thuật thiết kế, design, những nơi mà sản sinh ra những mẫu xe ô tô đình đám và đẹp mắt nhất, thời thượng nhất các bác nhé. Đấy, thế thì bề ngoài ngoại thất của chiếc VinFast Lux SA cao cấp này cho chúng ta mang lại một cái cảm giác rất là khỏe khoắn, chắc chắn. Các bác nhìn nhá. Đấy, kiểu dáng ở phần đầu xe này nhìn rất là đồ sộ đúng không ạ? Thêm nữa nó kết hợp với lại cặp mâm 20 inch. Cặp mâm 20 inch bản lốp to và dày dặn như thế này, mang lại cho chúng ta một cái khả năng bám đường rất là tốt, một cái khả năng bám đường rất là tốt, cho chúng ta một cái cảm giác nhìn chiếc xe nó rất là khỏe khoắn và vô cùng là chắc chắn. Vô cùng là chắc chắn đúng không các bác? Các bác nhìn đi ạ. Đây, đi từ nhìn những cái bốn cái quả lốp đấy ạ. Rất là thích đúng không ạ? Lốp 7 chấu, la răng 7 chấu. Rất là khỏe khoắn và thể thao. Đi ra cái phần đuôi xe đây các bác nhìn ạ. Thiết kế khá là cân bằng và đẹp mắt. Đấy, đặc biệt là cái giải đèn LED định vị ban ngày kia. Nếu mà bật đèn LED định vị ban ngày lên, chúng ta sẽ cho một cái cảm giác nhìn nó rất là phê, rất là phê. Đi ban đêm thì có thể nói là cái khả năng nhận diện thương hiệu của VinFast rất là tốt các bác nhá. Cứ cái dòng Lux này đi ra ngoài đường, đảm bảo với các bác là đi ban đêm nhận ra ngay đây là xe của VinFast. Nhưng nếu các xe của hãng khác bật đèn định vị này lên, chưa chắc đã nhận ra được đây là xe của hãng đó. Nhưng riêng VinFast chúng ta sẽ nhận diện được thương hiệu rất là tốt. Nhận diện thương hiệu rất là tốt. Đi ban đêm em phải nói là năm 2019 em thấy một cái chiếc xe đi ngoài đường với cái giải đèn LED rất là đẹp như thế này, em đứng đằng sau em rất là ngưỡng mộ. Và đi lên, xe VinFast các bác ạ. Đó là cái cảm giác lần đầu tiên em nhìn thấy cái chiếc xe VinFast đi vào ban đêm. Rất là ngưỡng mộ, rất là thích. Bởi vì nó rất là đẹp. Các bác nhìn bên ngoài thiết kế như thế này, phải nói là hàng chục năm nữa chiếc xe VinFast Lux SA này chưa chắc đã lỗi thời. Chưa chắc đã lỗi thời. Đấy, với lối thiết kế rất là đẳng cấp đúng không ạ? Đấy, bản lốp rất là to các bác nhá. Thế thì cái ưu điểm thứ hai mà em nói đến, khi nhân tiện nói đến cái la răng một cái lốp này, la răng của lốp dày dặn như thế này, kích thước lốp to như thế này, cho khả năng bứt tốc rất là tốt và bám đường cũng rất là tốt các bác nhá. Khả năng bứt tốc bám đường rất là tốt. Đấy. Và cái ưu điểm thứ ba mà chúng ta có thể kể đến ở đây
đó là cái động cơ và khung gầm vô cùng là chắc chắn, đến từ BMW X5, đến từ công nghệ của chiếc BMW X5. Đấy, đến từ công nghệ của chiếc BMW X5. Các bác có thể thấy là chiếc xe này nó phải đến 95% là công nghệ của Đức rồi. Hộp số thì hộp số ZF 8 cấp của Đức luôn. Đấy, vô cùng là mượt mà. 8 cấp mà, đi nó rất là vô cùng mượt mà. Nó không có cái độ trễ nhiều, nó không có độ trễ nhiều các bác nhé. Đấy. Tiếp theo nữa là em xe này, ưu điểm nữa có thể kể đến là cũng khá là dài và đồ sộ to, nhìn rất là thích, bắt mắt đúng không ạ? Còn bước vào bên trong nội thất thì lối thiết kế thì em nói là cũng khá là đơn giản. Khá là đơn giản, VinFast hướng đến cái lối thiết kế khá là đơn giản. Đây ạ. Đấy, Zanapa cao cấp được trang bị trên chiếc xe này. Em phải nói Zanapa đây là một cái ưu điểm cộng cho chiếc VinFast Lux SA bản cao cấp. Zanapa sở nó rất là mềm mại và rất là thích, thật tay. Và đặc biệt là cái màu nâu da bò này thì khá là dễ nhìn. Nó không có cảm giác bị sáng quá mà cũng không có cảm giác bị tối thui. Đúng không ạ? Nó kết hợp với lại cái trần lỉ ở bên trên màu nâu. Màu nâu ạ, màu cà phê nâu ấy ạ. Đấy, màu nâu cà phê thì nó tạo ra một cái tổng thể rất là hài hòa, nó không bị tối quá. Em xe này khi mà chúng ta bước vào ngồi bên trong và đóng cánh cửa lại thì em xe này cho một cái cảm giác cách âm rất là tốt. Em phải nói là thực sự là chiếc VinFast Lux SA bản cao cấp nhất này cho chúng ta một cái cảm giác cách âm rất là tốt. Mặc dù bản lốp to thì nó sẽ mang lại là cái khả năng nó dội từ mặt đường lên, khiến cho cái khả năng nó tạo ra những cái tiếng ồn hắt vào trong xe. Nhưng mà tuyệt nhiên VinFast Lux SA bản cao cấp cách âm cực kỳ tốt. Cực kỳ tốt các bác nhá. Hiện tại bên ngoài, ngoài đường đi rất là nhiều xe thế kia, nhưng mà ngồi trong đây chúng ta tuyệt nhiên không nghe thấy gì. Không nghe thấy gì. Tiếp theo nữa, cái ưu điểm mà có thể kể đến ở đây là cái màn hình khá là lớn. Đấy, 10.4 inch, rất là lớn đúng không ạ? Nó sẽ mang lại cho chúng ta cái trải nghiệm sử dụng trên cái màn hình này rất là tốt. Bây giờ anh sẽ thử đề nổ cái máy lên. Đấy, màn hình khởi động cũng rất là nhanh các bác nhá. Màn hình khởi động cũng rất là nhanh. Đấy, đang nổ máy đấy các bác ạ. Nhưng mà tuyệt nhiên là ngồi bên trong đây chúng ta không nghe thấy động cơ. Chúng ta không hề nghe thấy tiếng động cơ các bác nhá. Không hề nghe thấy tiếng động cơ luôn. Rất là êm. Và điều hòa tất cả là all in one trên cái màn hình này. Đấy, tất cả là all in one trên màn hình này các bác nhá. Đấy, tất cả đều all in one trong một, và điều khiển toàn bộ ở trên màn hình. Đây, các bác nhìn thấy ạ. Rất là thích, rất là dễ sử dụng đúng không ạ? Nói chung là về lối thiết kế khá là đơn giản của VinFast thì sẽ mang lại cho chúng ta những cái cảm nhận rất là tốt. Rất là đơn giản và dễ sử dụng đúng không ạ? Đây. Thế thì bên trong nội thất đấy ạ. Năm 2019 thì có thể là những cái góc cạnh của chiếc VinFast Lux SA chưa được tinh chỉnh và chưa được thực sự là hoàn hảo, nhưng cho đến đời 2021 này những cái đường nét ở trên bên trong nội thất có thể kể đến là nhìn đây chúng ta sẽ có cảm giác là rất là thích. Đấy, nó mang lại cái cảm giác nó đường nét nó vô cùng là sắc cạnh và đẹp hơn rất là nhiều so với bản 2019 các bác nhé. Đấy. Thêm nữa ở đây chúng ta có thể kể đến là hệ thống âm thanh. Sau khi bị người sử dụng chê thì có thể là bản 2021 này về âm thanh, về loa đã tốt hơn rất là nhiều, có sự cải tiến hơn so với bản 2019. Đấy. Thế thì tiếp theo nữa là cái ưu điểm nữa mà em cần phải nói đến các bác là tính năng an toàn của VinFast phải tuyệt vời. Tuyệt vời ạ. Đạt tiêu chuẩn Asian NCAP 5 sao, tốt nhất phân khúc hiện tại. Tốt nhất phân khúc hiện tại các bác nhá. Đấy, tốt nhất phân khúc hiện tại. Và tiếp theo nữa là có thể kể đến là cái cảm giác lái của VinFast mang lại cho chúng ta một cảm giác lái vô cùng là đầm chắc. Vô cùng là đầm chắc và cực kỳ là rất là thích. Vần vô lăng của VinFast y như chiếc BMW luôn. Y như chiếc BMW X5 luôn các bác nhá. Đấy, sử dụng hệ thống trợ lực là
thủy lực điện, thủy lực điều khiển điện các bác nhé, sẽ cho cái cảm giác vần vô lăng vô cùng là nhẹ nhàng khi đi ở tốc độ thấp và vô cùng là chắc chắn khi đi ở tốc độ cao. Đấy, đây là cái cảm giác mà VinFast Lux SA bản cao cấp nhất mang lại. Thế thì những cái ưu điểm đó có xứng đáng để các bác bỏ tiền ra mua hay không, khi mà những cái nhược điểm sau em nghĩ là nhà sản xuất VinFast cần phải thay đổi và khắc phục. Thứ nhất là cái màn hình lớn như thế này nhưng chưa có Android Auto hay Apple CarPlay. Chưa có Android Auto và chưa có Apple CarPlay. Bản đồ chỉ đường ở trên đây thì em phải nói thực sự là không thể nào so sánh được với Google Maps được, hay là Việt Maps, đúng không ạ? Bản đồ trên đây vẫn có nha các bác nha, nhưng không thể so sánh được so với lại Google Maps hay là Việt Maps được. Đây. Đấy. Cái bản đồ này thực sự là chưa hữu ích. Mà này, cái màn hình to như thế này mà chúng ta khi di chuyển vẫn phải cầm cái điện thoại lên đây để soi xem giờ chúng ta đang ở vị trí nào ở trên Google Maps trên cái điện thoại thì nó rất là lãng phí. Tại sao VinFast không làm cái việc kết nối Apple CarPlay hay là Android Auto vào đây, đúng không các bác? Đấy, đấy là cái thứ nhất là như vậy. Cái nhược điểm thứ hai có thể kể đến đó là ở trong đây cái cốp để đồ là khá nhỏ các bác ạ. Cái cốp để đồ ở chỗ bệ tì tay đây khá là nhỏ nhá. Đấy, thêm nữa là cái sạc không dây đặt ở vị trí này em thấy nó không hợp lý cho lắm. Đặt ở vị trí trong cốp như thế này không hợp lý cho lắm. Đôi khi chúng ta có một cái cuộc gọi điện nào đấy, chúng ta lại phải lật cái cốp bệ tì tay này lên mới nghe được điện thoại. Tại sao không đặt ở vị trí này, đúng không ạ? Tại sao không đặt ở vị trí này mà lại đặt ở trong cái cốp này? Nhưng có cái ưu điểm nữa là cái chiếc xe này là cái bệ tì tay nó khá là rộng, giúp chúng ta để tay rất là thoải mái các bác ạ. Chúng ta để tay rất là thoải mái. Đấy. Thế thì hai cái điểm trừ là như vậy rồi. Tiếp theo nữa là cái điểm trừ tiếp theo mà có thể nói là em sẽ phải đánh giá một chút. Tức là như cái nút điều khiển giọng nói đấy ạ. Đấy, điều khiển bằng giọng nói nhá. Hơi thừa. Bởi vì tính năng này hiện tại là VinFast đang chưa có, chưa update được. Đấy, chưa update được. Đấy. Thế thì cũng có nhiều bác khách hàng cũng thắc mắc em là tại sao VinFast không làm cửa sổ trời. Tại sao VinFast không làm cửa sổ trời? Nhưng mà cái điểm này thì thực sự để mà nói, em thấy thực sự là không làm cửa sổ trời khá là hợp lý. Bởi vì là nếu mà làm cửa sổ trời, thực ra chúng ta ở Việt Nam cũng không sử dụng đến cái cửa sổ trời này các bác nhé. Không sử dụng đến cái cửa lock này luôn. Đây ạ, không thể sử dụng đến cái cửa lock này luôn. Các bác cứ để ý mà xem, với thời tiết và môi trường như ở Việt Nam, cái cửa sổ lock thực sự là vô cùng là lãng phí. Và thậm chí lại mang lại cái bụi bẩn bay vào trong xe, đúng không ạ? Đấy. Thế thì cái điểm này thì em cũng nhận được rất là nhiều cái đánh giá của các bác là tại sao VinFast không làm cửa sổ nóc. Đấy, thế thì cửa sổ nóc thực sự là không cần thiết cho lắm. Đấy, thế thì chúng ta sẽ cùng đi qua một cái yếu điểm nữa. Yếu điểm nữa của dòng xe VinFast Lux SA bản cao cấp này. Thế thì có nhiều bác là thích cái lối thiết kế khá là đơn giản của VinFast không thích, mà chúng ta lại thích cái lối thiết kế gọi là cầu kỳ và hoa mỹ đẹp hơn, thì có thể là VinFast sẽ mang lại cho những khách hàng mà có cái con mắt nó khá khó tính như vậy, sẽ lại mang lại cho khách hàng của chúng ta một cái điểm trừ. Nhưng đối với em thì em thích cái sự đơn giản như thế này, thích cái sự đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà đây cái điểm trừ tiếp theo mà em sẽ có thể kể đến các bác, đó là cái hàng ghế thứ ba. Thực sự là cái tầm tay chúng ta với vào cái móc này, để lật cái hàng ghế thứ ba này lên rất là xa và không có cái điểm tì để mà chúng ta lôi lên được, thì nó rất là khó để chúng ta lôi lên được cho người ngồi hàng ghế thứ ba ngồi. Thì thực sự là cái điểm tì kia nó chưa hợp lý, cái điểm móc kia nó rất là với các bác ạ. Tại sao Vin không làm ở một cái điểm như thế này? Tại vì chúng ta kéo lại lật lên thôi, đúng không ạ? Tại sao lại không làm như vậy mà chúng ta lại đặt ở cái vị trí hơi cao và thực sự là rất là khó để mà lật được cái hàng ghế thứ ba lên. Đấy.
đây là những cái điểm mà có thể nói là nó không quá quan trọng. Không quá quan trọng đúng không các bác? Đấy, cái điểm trừ này em phải nói thật sự là không quá quan trọng. Chứ còn nếu mà về thực tế những cái tính năng an toàn, về chất lượng máy móc, gầm bệ, tôn vỏ, tính năng an toàn và thậm chí là cảm giác lái, cách âm, độ ồn hay là kiểu dáng, thiết kế, ngoại hình, nội thất, em phải nói em có tiền chắc chắn em sẽ mua chiếc VinFast Lux SA bản cao cấp này. Đây em đang đứng trên cương vị khách hàng. Và với cái tầm tiền 1 tỷ 475 triệu thì xứng đáng là VinFast Lux SA sẽ lọt vào trong một số lựa chọn của em. Một trong những cái lựa chọn của em. Các bác nhá. 1 tỷ 475 triệu cho cái bản cao cấp nhất này. Rất là hợp lý đúng không ạ? Giá rất là hợp lý. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc VinFast Lux SA bản cao cấp hiện tại cũng khá là hợp lý các bác nhá. Khá là hợp lý. Đây, mức tiêu hao nhiên liệu theo thông số của nhà máy là 10,92 lít kết hợp, tức là xấp xỉ 11 lít cho một chiếc xe dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Như vậy là đang khá là hợp lý. Khá là hợp lý ạ. Cho một chiếc xe dẫn động 4 bánh toàn thời gian thì như vậy là khá là hợp lý rồi. Đấy, thế thì trả góp cho chiếc xe này thì các bác sẽ cần tối thiểu là bao nhiêu ạ? Chỉ cần 300 triệu thôi. Các bác chỉ cần bỏ ra 300 triệu là đã có thể sở hữu được chiếc VinFast Lux SA bản cao cấp nhất. Em sẽ hỗ trợ là vận chuyển toàn quốc, đồng thời với lại hỗ trợ cho các bác là trả góp trên toàn quốc, hỗ trợ hồ sơ xấu, hỗ trợ khó chứng minh thu nhập, vân vân. Em làm được hết, các bác chỉ cần gặp em Thành Auto, chắc chắn có xe trong phút mốt, chắc chắn có xe trong phút mốt ạ. Và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc, nên các bác đừng ngại khoảng cách, đừng ngại khoảng cách nhé. Và đã không ngại khoảng cách rồi thì chúng ta hãy nhấc máy lên gọi ngay cho em Thành Auto theo cái số hotline là 0979 188 958 để được hỗ trợ tư vấn, đồng thời là gửi báo giá chi tiết nhất cho các bác thông qua Zalo. Còn có lẽ là bây giờ em Thành Auto xin phép được tạm dừng cái video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của em Thành Auto trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh, nhấp vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà em Thành Auto ra những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.